Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Sáng mấy anh em mới thức pha phê uống nha các bạn. Pha phê mình uống xong rồi mấy anh em đi thăm cầu Cá Ngát, cuốn cầu Cá Ngát với cuốn lưới luôn rồi. Tối mấy anh em đi thăm Cá Ngát thì không có con nào hết. Và thăm lưới thì dính được khoảng chừng 2 ký ngoài cá. Tối về nướng mấy cá đối. Mới giờ bắt lửa lên nướng nè, sắp sửa chín cái à. Mưa dông lên. Đây. Không bỏ đi để nó ướt chầm nhẹt thấy ghê à. Nông nước ở trong đó rồi. Nông cứng ngắc chứ nước chân. Không bằng trứng. Anh em không ăn uống gì được, cũng không nhậu nhẹt gì được luôn. Tính làm xương xương về lên, ông dông gió lên một cái quá trời mưa. Hết ngủ luôn. Thì hôm nay cũng là ngày cuối của chuyến trải nghiệm trăm giờ của mấy anh em nha các bạn. Mấy ngày nay nguyên ngày hôm qua là mấy anh em không có đăng clip gì được hết. Mạng hiếu quá. Thì mấy anh em nghỉ ngày luôn rồi chạy. Hôm nay mấy anh em cuốn rồi chạy xiết về nhà. Về nhà lên bờ mạng nó mạnh rồi mấy anh em mới đăng được nha các bạn. Tranh thủ là uống phê cái đi cuốn lưới rồi mấy anh em bơi tới chỗ cái dàn câu mình nhé mày. Dàn câu mình dăng cặp theo cái hàng đăng này, hàng cái này mấy đống trà ta, mà đống trà này ta dở hết rồi. Sáng là giật dây đồ lôi rồi coi. Tối thăm chất quốc im ru à. Đang kéo thẳng này nè, có dính dấp dính gì không? Tốn công mấy anh em bắt còng có cá bủi. Cái này sao hiu quá. Trên này nó giăng câu nhiều các bạn ơi. Giăng câu rồi ta mò hang này kia nữa. Cái vùng dưới mệt thứ á. Vùng dưới đó ít có ai làm. Để anh nhánh. Để nó im. Để dưới đó ít có người săn bắt lắm. Tình trạng này sao giống mà tối quá. Hơn nửa cầu rồi mà chưa thấy miếng nhớ nào các bạn ơi. Đi gian quá. Mồi cũng còn. Ôi cộng còn sống luôn á. Rồi, gần hết câu luôn các bạn ơi. Tới đống trà trước hết rồi. Này sáng nay thất bại nè. Câu cá ngát của mấy anh em thăm 2 buổi không có gì hết rồi. Giờ chỉ hy vọng vô lưới thôi. Mà lưới chắc dính xe giềng rồi quá. Cá con, cá đồ nữa. Tối rồi mình không có gỡ cá con. Sáng nay chắc cứ ngắt hết rồi. Lưới đó hơi chắc mình cuốn luôn. Cuốn luôn. Cuốn bỏ lên xuồng rồi mấy anh em di chuyển dài về trên đường về mấy anh em gỡ. Rồi câu đã hết, mấy anh em đem câu về ghe các bạn. Rồi lấy bọc đi cuốn lưới.
anh em tới lưới nha các bạn. Giờ cuốn lưới lên. Có dính cá phèn luôn rồi các bạn. Sáng dính no luôn rồi. Ôi, xe viền luôn. Đánh quá hay gì á. Rồi bắn người ta. Tiếp rồi chứ bơi không sao bơi nổi. Đứt cái viền phao này sao không bơi nổi. Đứt cái viền phao này. Chạy vô. Đi ra rồi. Đi ra vô. Ra. Còn đang chạy vô rồi. Gió ra chứ nước chạy vô. Dính sà nẹo hết rồi. Bơi đi quý. Bơi đi. Bơi lấy cánh cắn cái mũi bên đây nè. Nó cuốn nhẹ chút. Hơi hơi thôi. Có phèn à. Lưới 3,5 phèn không lớn ha. Nãy giờ được 2 cá phèn gâu. Chờ khăm mũi. Ngát luôn. Bà chú nè. Mở tay. Nè. Còn đấy rồi. Còn trứng. Không phải luôn. Lưới này không dính hoàn trứng nữa đâu. Có phèn nữa thì 5 phân xuống thì dính cái phèn dữ lắm rồi ta.
Đấy, thấy người ta canh đại văn rất sáng ha. Cái phao đâu người ta? Dám chạy chạy rất chứ gì. Dụt á, nó đứt cả lôi hết cái lưới luôn kìa. Dụt đầu dây á, dụt đầu canh. Dụt canh. Dụt canh. Dụt đầu tối. Tối là không thấy à. Đâu tối còn. Còn cái trên kia hay gì? Đâu cái này nè. À. Cái này. Mấy cái? Hai cái thôi vậy. Một cái mướp. Mấy cái mướp này chuẩn bị hấp này, mấy cái mướp. Ủa này cái phai vàng. Phai vàng cái mướp này. Dùng là phai vàng, cái dài ra, cái dài ra. Wow, cái đổi. Cá mà có dính rác đâu sợ. Ba gai. Ba gai ngoài này có mà sao mà cái giăng câu không dính anh nào hết vậy. Cây cây. Ba cá nhỏ dính quá chứ không. Trời sáng này xe luôn. Sáng này không chút được. Dám có 2 kg. Gửi gì tới nhà. Chưa hết cá. Cá phèn. Chúng ta không có giác này làm xương xương ha. 4 con cá phèn hay gì đó. 4 con hay 5 con. 4 con cá phèn. Cá đói nhiều quá mà chưa có thưởng thức được món cá đói luôn. Mới hôm mới nướng thôi là không được ăn à. Không cho ăn. Nướng chín mà không được ăn mới ghê. Con cá phèn nữa. Này có lưới cá phèn quánh kiếm vài ký được ha. Lưới này mà còn dính nãy giờ 5 con 6 con gì.
rồi mình lấy cái cục lưới cà phê của anh Tám mà quánh đã luôn. Đấy luôn. Quánh cây. Chuyến này đi có đi dưới mình. Rồi. Bốn phần hai ha. Bốn phần hai 500 mét dạo lớn. Còn cái đói chà bá sống luôn. Ôi ơi, hết tài lý. Lỡ chịu nổi. Gần hết rồi bạn, tới cái cờ đằng đó hay chỗ cái cột đó là hết rồi. Cái này như mới chín rồi. Lên. Trời ơi, cá phèn chà bá. Chín không? Cá đẻ rồi. Phút cuối là còn chết nữa nha. Cái gì 6-7 cá phèn ngon luôn. Lưới cá phèn quánh là kiếm vài ký khỏe. Tâm tích thì bữa nay tới luôn, tới tiền luôn. Rồi, bị hết lưới. Xong cái chạy vô lại ghe cái bỏ lên mình gỡ từ đây về tới nhà là rồi tay lưới đó. Không rồi nó đi lên nhà gỡ. Dắt đi dài em cái đói nữa nha. Rồi hết lưới mà kiếm em cái thèn nó không có. Rồi, cuốn lưới xong hết rồi bạn. Đóng lưới trùng bụng luôn. Này gỡ cái no luôn. Đỡ hơn là gác. Đợt trước rồi mình một đống gác luôn rồi. Còn gác gỡ còn khó hơn. Mau á. Mau không? Mau á. Cá này lâu á. Đây nó dính găng rồi. Xong rồi dính này dính kia mình đóng. Chuyến này mấy anh em ra biển 2 ngày mà giăng câu thăm 2 buổi thì chất quớt các bạn ơi. Câu cá ngát hơi bị quớt rồi. Chỉ có lưới à. Lưới là mấy anh em giăng là có cá. Về với vùng này cá đối, cá này cá kia rồi giăng lưới là dính đa dạng. Cá phèn, cu ly, tôm tích này kia. Trời em chuẩn bị dàn câu xuống miệt thứ dân. Hôm giờ không tội quá trời hỏi. Hôm mưa mà. Mưa cho nó nguyên mới phải, mưa mới thổi. Sáng này mới thổi. Lúc mà mưa tạnh khuya là ổng im lại. Cái gần sáng không thổi rồi. Kéo mày nữa. Rồi, lưới mình đem lên đây một đống rồi các bạn. Bỏ trên này chút mình gửi nha các bạn. Chạy mấy anh em di chuyển dài dài về. Về tới đâu mình gửi tới đó.
và kéo xuồng lên. Anh em chắc di chuyển từ từ vô nha các bạn. Đó, đống này là chạy đường gỡ luôn. Chạy vừa vừa với chạy lại về tới nhà chưa xong nha. 2 tiếng. Không biết gọi không nữa. Thôi, giờ mấy anh em chuẩn bị cuốn neo, mình di chuyển dài về nha các bạn. Hôm nay là ngày cuối của chuyến trải nghiệm 100 giờ của mấy anh em à. Về Phương tranh thủ để dựng clip để đăng. Nguyên ngày nay, hôm qua là không có clip rồi các bạn. Rồi, mấy anh em di chuyển về tới trong này các bạn. Hôm nay may mắn là cái cống ở Gạch Sỏi các bạn. Cống người ta mở cống, mấy anh em chạy vô đường cống cho nên là nó ra khá là gần luôn. Anh em đỡ tốn hết khoảng chừng ở 10, 15, 17 cây số các bạn. Giờ tới chỗ châm dầu, mấy anh em đi chạy thẳng về nhà luôn nha các bạn. Mới châm dầu xong, mấy anh em về gần tới nhà nha các bạn. Trong kênh giờ lục bình quá, trời chuyển mưa nữa. Rồi mấy anh em ơi, giờ tới nhà nha các bạn. Em lên chạy luôn rồi, vô chạy rồi. Mưa quá vừa tới nhà cái mưa ầm 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 luôn. Rồi đây, chạy về tới nhà lưới ở chưa xong đấy các bạn. Quá rồi kìa, mấy con cá đó nó rớt vô lưới kìa, nó dính lại ngược lại đó, nhóc bây giờ người đang ôi. Cái hè nó đau nè, một thùng cót luôn, một chưa hết lưới nữa, còn nữa nè. Mấy con cá này để dành đặt hộp tết là giờ luôn, đặt đây thành quả 100 giờ săn bắt của mấy anh em. Gần đầy thùng cá này luôn. Đổi thùng cốt này nó vô chạy. Đổi thùng cốt vô là đầy luôn. Rồi tạm thôi mấy anh em mà dọn dẹp cá nha các bạn. Đổ ngoài luôn. Rồi, rồi. Đổ anh em dọn cá lên hết rồi các bạn. Đây lựa cá rồi. Mấy cá dụng dụng để đặt lọc tết nha các bạn. Này mẻ sao này. Có một mạng lưới ngọt bao nhiêu đó, lưới một ống luôn. Đây cá cha 2 ngày trong sông, cá là tôi 2 ngày đó. Trong sông là được một thao này nè, cá là tôi dùng chị đây, còn 2 ngày ở ngoài biển thì được nhiêu đây. phân chia hả, phân chia ngoài ngoài biển với trong sông. Thích coi nhỉ, gõ phơi đâu hết rồi. Mấy cá này thì mình bằng ngủ bụng rồi nha các bạn, nên là không có sợ sình. Anh em cũng nước đá cũng nhiều lắm, 3-4 cây đá hả? 3 cây. Được lắm á. Dưới rồi. Cả không kịp. Cái đó dục anh đây đến. Cái sình. Cái sình. Cả không kịp nè. Cả từ ngoài đó gì đây mà chưa. Cái là tư dục qua đó nha. Dễ dục cho nó được chàng. Mấy anh em lựa ra rồi chia ra người ngất ăn nha các bạn. Cho vòng vòng sớm nè, nó ăn uống gì đâu, chích điện thông lại cho nó cái này mình ăn được này, ăn đây bắt nghịch nè, cá cũng được, cá cứng rồi nè bắt vô đi, con nào cứng thì để lại ăn mềm mới là con đó bỏ đi, bụng trình bình gõ lẹ mình đá nó. Nói chung là chuyến trải nghiệm 100 giờ của mấy anh em săn bắt cũng thành công nha các bạn. Có cái chặt chẹo máy tính của mình không có đăng clip được. Bây giờ về tới nhà đăng các bạn. Gắn tranh thủ đăng clip chiều. Video trải nghiệm 100 giờ của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn nhé.
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đó. Tới cá. Chi canh này, cá dồ mà là sông này. Cá sông này, cá biển. Chi canh đàng hoàng luôn. Này cá biển nè, nhẹ cái hiên cá giờ, cá đây cá đồng rồi.